Mến chào các em học sinh khối 8 đã đến với buổi học bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Ở bài 22, cô đã giới thiệu sơ qua cho chúng ta về một số trường phái hội họa của mỹ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỷ 19 cho đến đầu thế kỷ 20. Và trường phái hội họa ấn tượng là cái mốc quan trọng trong sự phát triển của mỹ thuật ở châu Âu, vì nó đã đánh dấu một giai đoạn mới bắt đầu bằng sự phá vỡ những quy tắc mang tính hàn lâm cứng nhắc, tôn trọng sự tự do trong sự sáng tạo của họa sĩ. Và trường phái hội họa ấn tượng này đã sản sinh ra những họa sĩ tên tuổi cùng với những tác phẩm. Những họa sĩ tên tuổi này đã đóng góp nhiều cho nền lịch sử mỹ thuật thế giới nói chung và nền mỹ thuật hiện đại phương Tây nói riêng. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỷ 19 cho đến đầu thế kỷ 20. Để bắt đầu buổi học, các em hãy lấy tập ra ghi bài và mở sách giáo khoa trang 158. Vì đây là bài thưởng thức mỹ thuật nên cô mong các em chúng ta chú ý lắng nghe. Chúng ta chú ý lắng nghe và phần mục ha. Và chúng ta sẽ tóm ý để gạch vào sách. Còn phần tự bài, chúng ta sẽ ghi tên bài và tên của bốn họa sĩ tiêu biểu. Thì nội dung bài này, chúng ta có bốn nội dung. Tương đương là chúng ta sẽ tìm hiểu về đôi nét về bốn họa sĩ và cùng với bốn tác phẩm tiêu biểu của bốn họa sĩ. Bốn họa sĩ tiêu biểu của chúng ta ngày hôm nay, đầu tiên đó là họa sĩ Monet, hai là họa sĩ Manet, ba là họa sĩ Van Gogh và bốn là họa sĩ Seurat. Thì phần câu hỏi để tìm hiểu bài thì các bạn có thể đọc sách giáo khoa để nắm được đôi nét về bốn họa sĩ của chúng ta, và đồng thời chúng ta cũng thông qua bài này để phân tích được bốn tác phẩm tiêu biểu của bốn họa sĩ. Tác phẩm đầu tiên cũng là tác phẩm đã được lấy tên để đặt cho trường phái hội họa ấn tượng, đó là tác phẩm Ấn tượng mặt trời mọc của họa sĩ Monet. Tác phẩm thứ hai là một trong những cái tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Manet, đó là buổi hòa nhạc ở Tuileries. Và tác phẩm thứ ba cũng là một trong những tác phẩm nổi tiếng và tiêu biểu của họa sĩ Van Gogh. Và tác phẩm thứ tư thì chúng ta có tác phẩm Chiều Chủ Nhật trên đảo Grand Jacteur của họa sĩ Seurat. Mời các em chúng ta cùng tham khảo trong sách giáo khoa trong thời gian là 10 phút. Họa sĩ đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu đó là họa sĩ Monet. Và đây là hình ảnh của họa sĩ Monet. Họa sĩ Monet sinh vào năm 1840, mất năm 1926 tại Pháp. Ông là họa sĩ tiêu biểu của trường phái hội họa ấn tượng. Ông say mê với những khảo sát, khám phá về ánh sáng và màu sắc. Và ông có thể vẽ nhiều lần một đối tượng và thích thú với sự phát hiện riêng khi vẽ lại.
Ông rất giỏi trong thể hiện ánh sáng, sông nước, khói sương. Trong cuộc đời sáng tạo của mình, ông đã sáng tác khoảng 2.000 bức họa. Những năm đầu, ông thường sử dụng những gam màu tối. Cho đến năm 1860 trở đi thì ông đã đem vào tranh vẽ những màu sắc tươi sáng. Ông thích mô tả sự vật trong những điều kiện thời tiết rất là đặc biệt, nhất là việc nghiên cứu về ánh sáng thay đổi theo từng thời điểm khác nhau. Thường ngày thì ông rất là thích vẽ những gì mà ông đã tận mắt nhìn thấy. Cho đến năm 1911 thì mắt phải của ông hoàn toàn bị mất. Và cho đến năm 1922 thì mắt trái của ông cũng yếu dần. Và ông gần như trở thành người mù lòa. Cho đến năm 1923, tranh của ông chỉ còn mang những cái gam màu lạnh, vì ông chỉ nhìn thấy được những cái gam màu xanh mà không thấy được những cái gam màu nóng như là vàng, đỏ, vì do những cái biến chứng về mắt. Cho nên là việc cảm nhận màu sắc của ông chỉ còn thấy những gam màu xanh. Đây là những cái ý mà mấy bạn sẽ gặp vào trong sách giáo khoa. Họa sĩ Monet là họa sĩ tiêu biểu của trường phái hội họa ấn tượng. Ông say mê khám phá về ánh sáng và màu sắc. Ông có thể vẽ nhiều lần một đối tượng và thích thú với sự phát hiện riêng khi vẽ lại. Những tác phẩm tiêu biểu của ông như là Hoa súng, Đống cỏ khô, Nhà thờ lớn, Lục Văn. Tác phẩm ấn tượng Mặt trời mọc của ông được xem là tác phẩm được lấy tên đặt cho trường phái hội họa ấn tượng. Và tác phẩm này được sáng tác vào năm 1872, bức tranh vẽ tại hải cảng Le Havre của Hà Lan. Nội dung của bức tranh là tả cảnh buổi sớm mai với sự mờ ảo của hậu cảnh, với những nét vẽ ngắt đoạn, chấm phá, diễn tả được sóng nước, tạo nên sự sống động trong bức tranh. Và đây cũng là một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông trong việc nghiên cứu vẽ về nhà thờ lớn ở Lưu Văn, nhưng mà vẽ một nơi, có nghĩa là chỉ vẽ một đối tượng nhưng mà vẽ với những cái khoảng thời gian khác nhau, ví dụ như là sáng sớm, trưa, sáng sớm khi mà sương mờ còn một lớp nè, rồi khi mà mặt trời ló dạng, rồi buổi trưa khi mà mặt trời đứng bóng, rồi buổi xế. Nói chung là tất cả những cái hình ảnh, những cái tranh vẽ về nhà thờ lớn ở Lưu Văn này đều vẽ một đối tượng là nhà thờ, nhưng mà được vẽ với cái khoảng thời gian trong ngày khác nhau, để thấy được là gì, ông ta có sự nghiên cứu rất là kỹ về ánh sáng và màu sắc. Và đó cũng chính là cái đam mê của ông. Đây là tác phẩm Cây cầu Nhật Bản, được thể hiện rất là sống động. Đây là tác phẩm Thiếu nữ trong vườn. Đây là tác phẩm Phố của ông, được thể hiện theo luật phối cảnh, có xa có gần, thể hiện được chiều sâu trong tranh. Đây là tác phẩm Ở cảng Le Havre,
Và đây là một trong những cái tác phẩm Hoa súng rất là tiêu biểu và nổi tiếng của ông. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng các tác phẩm của ông. Người họa sĩ tiếp theo cũng có những đóng góp rất là to lớn cho nền mỹ thuật hiện đại phương Tây thời bấy giờ, đó chính là họa sĩ Manet. Và đây là hình ảnh của họa sĩ Manet. Họa sĩ Manet sinh năm 1832, mất năm 1883 tại Pháp. Ông là họa sĩ có hiểu biết rộng và là người đã dẫn dắt các họa sĩ trẻ không vẽ theo các đề tài hàn lâm cứng nhắc mà là hướng họ tới những chủ đề sinh hoạt hiện đại ở chốn phồn hoa đô hội. Bằng trực cảm nhạy bén của mình, và ông được xem là ngọn đèn biển của hội họa mới. Ông là họa sĩ người Pháp, là một trong những họa sĩ đầu tiên vẽ những tác phẩm liên quan tới chủ đề về cuộc sống hiện đại. Ông được coi là nhân vật then chốt trong sự chuyển giao từ trường phái hiện thực cho tới trường phái ấn tượng. Và đây là một số tác phẩm của ông. Tác phẩm Buổi Hòa Nhạc ở Tularia của ông là một trong những tác phẩm nổi tiếng về cái đề tài mới này, vẽ về những người hiện đại. Nội dung của bức tranh thể hiện quang cảnh của ngày hội thú vui của tầng lớp tiểu tư sản nhàn hạ ở Paris. Với kỹ thuật tạo hình mới, ông đã mở đường cho một nền hội họa mới. Đây là một số những cái tranh của ông vẽ, cảnh ở quán rượu và cô gái, rồi cảnh trong vườn, rồi cảnh người phụ nữ cầm dù, và cảnh người mẹ và con cùng phơi đồ với nhau. Cách thể hiện mang phong cách rất là hiện đại, không theo những cái lối vẽ hàn lâm khô cứng như ở giai đoạn trước. Và người họa sĩ thứ ba cô muốn nói đến đó chính là họa sĩ Van Gogh. Và đây là hình ảnh của họa sĩ Van Gogh, là một trong những người rất là nổi tiếng và có những cái tác phẩm được đánh giá rất là cao về nghệ thuật. Họa sĩ Van Gogh sinh năm 1853, mất năm 1890. Ông là người Hà Lan. Ông chịu ảnh hưởng của trường phái hội họa ấn tượng trong cách sử dụng màu sắc và kỹ thuật thể hiện. Ông là người luôn bị dằn vặt, đau khổ về cuộc sống và nghề nghiệp. Ông đam mê cuộc sống đời thường, luôn dành tình yêu mãnh liệt cho những người lao động nhân hậu với những kiếp sống đọa đày cùng cực. Hội họa trong ông là sự đối chọi về những mảng màu nguyên chất và những nét vẽ dữ dằn. Và đây là phần mấy bạn sẽ gạch dưới những ý chính trong sách giáo khoa. Sinh thời
Họa sĩ làm Van Gogh làm việc cho một công ty buôn bán tranh. Sau đó ông là giáo viên và là nhà truyền giáo tại một vùng mỏ nghèo. Ông thật sự trở thành họa sĩ vào năm 1880 khi mà ông đã 27 tuổi. Thoạt đầu thì ông chỉ sử dụng những gam màu tối. Chỉ đến khi mà ông tiếp xúc với những tác phẩm thuộc trường phái hội họa ấn tượng thì ông mới bắt đầu thay đổi phong cách vẽ của mình. Thì trong thời gian mà ông ở miền Nam nước Pháp, ông đã kết hợp những gam màu tươi sáng của hai chủ nghĩa này cùng với phong cách vẽ của mình để tạo nên những bức tranh có phong cách rất riêng. Chỉ trong 10 năm cuối đời, ông đã sáng tác hơn 2.000 tác phẩm, trong đó có khoảng 900 bức họa hoàn chỉnh và 1.100 bức vẽ hoặc phác thảo. Thì phần lớn các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông được sáng tác thường là vào 2 năm cuối đời, khi mà thời gian đó ông lâm vào khủng hoảng tinh thần tới mức phải tự cắt bên tay cái lỗ tai, cắt cái tai của mình vì tình bạn tan vỡ với họa sĩ Bao Gauguin. Sau đó thì Van Gogh lại tiếp tục chịu đựng những cái cơn suy nhược về thần kinh và đến cuối cùng thì ông phải tự kết liễu đời mình vào ngày 27 tháng 7 trên một cánh đồng hoa hướng dương. Ông đã tự bắn vào ngực bằng một khẩu súng lục. Ông mất 2 ngày sau đó vì vết thương quá nặng. Về sinh thời thì ông không đạt được những thành công và bị coi là một kẻ điên và thất bại. Ông trở nên nổi tiếng sau khi tự tử. Và những cái tác phẩm của ông nổi tiếng là do là vẽ bằng trong trí tưởng tượng, và ông được xem như là một thiên tài vĩ đại. Danh tiếng của ông tiếp tục lan rộng vào đầu thế kỷ 20 khi mà phong cách vẽ của ông được kết hợp với các họa sĩ theo trường phái dã thú cũng như là trường phái lập thể. Ông được nhớ đến như là một họa sĩ tài hoa bạc mệnh với một tâm can bị lúc nào cũng bị giằng xé, và tiêu biểu cho một lý tưởng lãng mạn về người nghệ sĩ sống một cái cuộc sống nghèo khó và bị dày vò. Và đây là tác phẩm Hoa Viên Vĩ tiêu biểu của ông. Thì tác phẩm Hoa Viên Vĩ này là một kiệt tác nghệ thuật của ông. Chúng ta có thể nhìn thấy một bông hoa viên vĩ trắng đứng bơ vơ như một cái sự tách biệt giữa đám đông. Và đây cũng có thể là ẩn ý về cuộc đời của ông. Nhưng ông đặc biệt gọi đây là hoa viên vĩ chứ không phải là một loài hoa dại hay các đằng với những bông hoa tím, xanh hay bất kỳ tên gọi nào khác. Và dường như ông đã chia khu vườn thành hai phần tâm hồn của ông và những tâm hồn trần tục. Ông ao ước có một cuộc sống rất đơn giản. Thì đây chúng ta thấy là hình ảnh của hoa viên vĩ màu trắng à, mọc xen kẽ với những hoa viên vĩ màu xanh thành chùm. Thì đây giống như là hình ảnh hoa viên vĩ màu trắng như hình ảnh của ông tách biệt với lại đám đông là những hoa viên vĩ màu xanh hoặc là những cái đốm hoa màu cam, màu đỏ ở phía sau. Đây là một số những cái tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Van Gogh. Thì họa sĩ Van Gogh ông ta rất là thích vẽ chân dung của mình à, vẽ với những thời điểm khác nhau
Cho nên là về tác phẩm tự họa của ông rất là nhiều. Đây chỉ điển hình ba tác phẩm để cho các em thấy. Và cái bức hình đầu tiên, chân dung đầu tiên này chính là lúc mà ông đã cắt cái lỗ tai bên trái của mình khi mà bị cắt đứt tình bạn với họa sĩ Gauguin. Đây là tác phẩm Hoa Hướng Dương rất là nổi tiếng của ông. Còn đây là tác phẩm thể hiện đêm đầy sao, thành phố đầy sao của ông khi mà ông ở trong nhà thương điên. Chúng ta thấy là những cái nét vẽ nó cứ xoáy cuộn, cho thấy được cái tâm hồn của cái người nghệ sĩ, họ không có được ổn định về tinh thần. Và cái tác phẩm cuối cùng đó là quán cà phê vỉa hè, bán cà phê vỉa hè về đêm. Và cuối cùng đó là họa sĩ Seurat, một trong những họa sĩ tiêu biểu của trường phái hội họa Tân Ấn Tượng. Đây là hình ảnh của họa sĩ Seurat. Họa sĩ Seurat sinh năm 1859, mất năm 1891 tại Pháp, là một trong những họa sĩ nổi tiếng của trường phái hội họa Tân Ấn Tượng. Ông đã phát triển sâu hơn cách phân giải màu sắc trong tranh. Mỗi bảng màu trong tranh của ông được thể hiện bằng vô vàn các đốm màu nguyên chất cho đến khi đạt được hiệu quả mong muốn. Vì thế, người ta gọi ông là cha đẻ của hội họa điểm sắc. Và đây, mấy bạn hãy gạch những ý chính này vào trong sách giáo khoa, đôi nét về họa sĩ Seurat. Tác phẩm Chiều Chủ Nhật Trên Đảo Grandster của ông là một trong những tác phẩm tiêu biểu về trường phái hội họa điển sắc này. Nội dung thể hiện cảnh sinh hoạt đông vui nhộn nhịp của các tầng lớp trong xã hội vào một buổi chiều trong công viên trên đảo. Toàn bộ tranh là những chấm màu nhỏ đặt cạnh nhau, không có đường nét nhưng vẫn gợi được không gian ngày nghỉ trong công viên rất nhẹ nhàng. Và đây là những cái tác phẩm thuộc hội họa điểm sắc của ông, thuộc trường phái Tân Ấn Tượng. Mặc dù cuộc đời của ông rất là ngắn ngủi nhưng mà cũng đã để lại một cái dấu ấn riêng và tạo nên một cái trường phái mới, đó là trường phái Tân Ấn Tượng, đóng góp rất tích cực cho sự phát triển của mỹ thuật hiện đại phương Tây thời bấy giờ. À, qua phần bài học thì cô cũng có một câu hỏi củng cố bài. Các em hãy kể tên các họa sĩ và tác phẩm tiêu biểu của họ. Thì phần này mấy bạn có thể ghi vào trong tập của mình, trả lời sau khi mà mình học xong cái bài này để chúng ta nhớ bài. Về phần hướng dẫn học tập ở nhà thì cô yêu cầu các em ghi tựa bài và tên bốn họa sĩ tiêu biểu vào trong tập, gạch dưới những ý chính vào sách giáo khoa mà cô đã tóm tắt, và trả lời câu hỏi củng cố vào trong tập để chúng ta có thể nhớ bài. Và chúng ta cũng có thể sưu tầm thêm những tranh ảnh liên quan tới bốn họa sĩ để tìm hiểu được sự gọi là
những tác phẩm, những cái kỹ thuật cũng như là đề tài phong phú của họ. Và xem trước bài tiếp theo, đó là bài vẽ theo mẫu giới thiệu đôi nét về tỷ lệ cơ thể người. Bài học của chúng ta hôm nay là kết thúc. Chúc các em có nhiều sức khỏe để học tập tốt hơn. Cô chào các em. Thân ái chào các em.